Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Dự án khu đô thị Đại An do công ty cổ phần Vinhomes làm chủ đầu tư có quy mô sử dụng đất gần 300 hectare thuộc 3 xã thị trấn gồm xã Tân Quang và thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang. Tổng mức đầu tư dự kiến lên tới hơn 30.000 tỷ đồng và có quy mô dân số dự kiến khoảng 42.000 người. Thời gian thực hiện 6 năm kể từ khi phê duyệt chủ trương đầu tư và thời hạn hoạt động dự án trong 50 năm. Mục tiêu dự án nhằm xây dựng thành khu đô thị kiểu mẫu văn minh hiện đại, đa dạng về sản phẩm nhà ở, làm việc lý tưởng cho người dân, tạo đột phá phát triển kinh tế xã hội và là động lực phát triển cho đô thị Văn Giang, Văn Lâm. Một trong những điều làm nên sự đặc biệt của dự án đó chính là vị trí. Dự án có vị trí kết nối giao thông hoàn hảo khi kề ngay bên là tuyến đường vành đai 3,5 lối liền từ Hưng Yên sang Hà Nội thông qua cây cầu Ngọc Hồi. Bên cạnh đó, dự án Đại An còn có vị trí tiếp giáp với quốc lộ 5A và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nên việc kết nối từ khu đô thị Đại An đến trung tâm Hà Nội hay các tỉnh thành lân cận khác rất đơn giản, thuận tiện. Việc quy hoạch các phân khu tại dự án đảm bảo hài hòa giữa mật độ cây xanh đô thị, nhà ở và các công trình công cộng, vui chơi giải trí và giáo dục y tế. Để thực hiện dự án khu đô thị Đại An, các địa phương tại tỉnh Hưng Yên xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm then chốt và phải quyết liệt hành động. Mới đây, vào ngày 18 tháng 10 năm 2024, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Đại An. Tại địa bàn thị trấn Như Quỳnh có gần 4 hectare đất thuộc diện phải thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng. Phần lớn các hộ có đất trong diện thu hồi giải phóng mặt bằng đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Còn lại 18 hộ gia đình tại thôn Như Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh với diện tích gần 7.000 m2 tương ứng với 34 thửa đất, 100% là đất trồng cây hàng năm. Mặc dù đã được các cấp chính quyền nhiều lần đối thoại, tuyên truyền nhưng chưa đồng ý bàn giao đất, chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ dẫn tới khó khăn cho việc triển khai dự án. Nhằm đảm bảo tiến độ dự án trong tháng 10 năm 2024, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm đã ban hành 18 quyết định về cưỡng chế thu hồi đất đối với 18 hộ gia đình nêu trên. Ngay trước thời điểm tiến hành cưỡng chế, đã có 12 trên 18 hộ đồng thuận bàn giao đất, nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Buổi cưỡng chế diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch. Trước đó, vào ngày 30 tháng 7 năm 2024, huyện Văn Lâm tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án khu đô thị Đại An tại thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang. Dự án có trên 130 hectare đất thuộc địa bàn xã Tân Quang trong diện phải thực hiện thu hồi giải phóng mặt bằng. Phần lớn các hộ có đất trong diện thu hồi giải phóng mặt bằng đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ và bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Còn lại 52 hộ gia đình với diện tích gần 47.000 m2 tương ứng với 179 thửa đất, mặc dù đã được các cấp chính quyền nhiều lần đối thoại tuyên truyền nhưng chưa đồng ý bàn giao đất, chưa nhận tiền bồi thường hỗ trợ, gây khó khăn cho việc triển khai dự án. Ngay trước thời điểm tiến hành cưỡng chế, đã có 2 trên 52 hộ đồng thuận bàn giao đất, nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Với sự chuẩn bị chu đáo, buổi cưỡng chế đã diễn ra an toàn, theo đúng kế hoạch. Không riêng tỉnh Hưng Yên với mục tiêu phát triển các đô thị xanh, tại thành phố Hồ Chí Minh cũng xác định tăng trưởng xanh, phát triển xanh là chiến lược phát triển tương lai với mục tiêu giảm phát thải 10% vào năm 2030 nhằm nỗ lực xây dựng một môi trường sống làm việc thuận lợi, an toàn, hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Theo thống kê năm 2023, với quy mô dân số xấp xỉ 9,5 triệu người, thành phố Hồ Chí Minh được xác định là đại đô thị mega city lớn nhất cả nước và là nơi có thị trường bất động sản phát triển rất mạnh, đa dạng. Do tốc độ đô thị hóa tăng nhanh, các đô thị càng bức bối, chật chội thì lối sống gần gũi thiên nhiên ngày càng được đề cao. Những khu dân cư xanh với không gian xanh, tiện ích xanh và lối sống xanh đang được người dân ưa chuộng tìm đến an cư. Đặc biệt, khi các điều kiện kinh tế tài chính cơ bản đáp ứng các nhu cầu cuộc sống kinh tế phát triển hơn, thì người dân luôn có xu hướng tìm đến một môi trường sống tốt hơn và thân thiện gần gũi thiên nhiên. Các nghiên cứu khoa học cũng chỉ ra không gian sống xanh mát cùng vật liệu xây dựng thân thiện môi trường giúp gia tăng giá trị sức khỏe, tuổi thọ, chỉ số hạnh phúc của cộng đồng dân cư.
đề cao sự cần thiết của việc tạo không gian riêng tư thoải mái trong đại đô thị đông đúc và cuộc sống thời kỹ thuật số tiềm ẩn nguy cơ bị soi mói lợi dụng. Kiến trúc sư Lý Thế Dân, Phó Phòng Quản lý Quy hoạch khu vực 2, Sở Quy hoạch Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quản lý quy hoạch, Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng tăng chất lượng nhà ở tại các khu vực nằm xa các trung tâm dịch vụ đô thị, đồng thời giảm áp lực dân số cho khu trung tâm. Đi đầu trong phát triển bất động sản đô thị xanh của Thành phố Hồ Chí Minh phải kể đến là khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Nam Sài Gòn. Ví dụ, trong khi diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng chung của Thành phố Hồ Chí Minh chưa đến 1 m² trên người, thì tỷ lệ này ở Phú Mỹ Hưng là 8,9 m² trên người. Ngay khi quy hoạch đô thị rộng 433 ha này, phần đất phát triển nhà ở được phân bổ chỉ dành 140 ha, khoảng 15 ha đất dành cho thương mại dịch vụ, còn lại là phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật và các không gian xanh. Đơn cử, trong số 10 khu đô thị tương lai đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh công bố thì vùng Nam Sài Gòn có đến 4 khu đô thị, gồm khu đô thị Nam Thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị du lịch biển Cần Giờ, khu đô thị Phước Kiển Nhơn Đức và khu đô thị mới Sinh Việt. Tất cả các khu này đều được định hướng phát triển xanh, môi trường sống thân thiện thiên nhiên. Tại đây có lợi thế quỹ đất rộng, nhiều mảng xanh và hệ thống kênh rạch tạo nên đặc trưng cho cảnh quan thiên nhiên cùng nhiều lợi ích về sức khỏe cho cư dân. Tăng trưởng xanh, phát triển xanh là chiến lược phát triển tương lai của thành phố nhằm xanh hóa nền kinh tế, hướng đến sự thịnh vượng kinh tế, bền vững về môi trường, công bằng xã hội, thăng tiến các giá trị, góp phần vào mục tiêu giảm tăng nhiệt toàn cầu. Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2024 lần thứ tư tại kỳ họp thứ 20 khóa 10. Theo đó, tỉnh sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 163 ha đất trồng lúa tại các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và thành phố Biên Hòa để thực hiện 6 dự án, trong đó khu đô thị Hiệp Hòa tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa là dự án có diện tích đất trồng lúa được chuyển đổi mục đích sử dụng lớn nhất với hơn 141 ha. Theo quy hoạch, khu đô thị Hiệp Hòa có quy mô hơn 290 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 72.290 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 10.800 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Riêng chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư khoảng 16.700 tỷ đồng. Tháng trước, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận liên danh 5 nhà đầu tư làm siêu dự án này. Liên danh gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh Phú Quốc, công ty cổ phần tập đoàn mặt trời Sun Group, công ty trách nhiệm hữu hạn mặt trời Hạ Long, công ty cổ phần tập đoàn bất động sản mặt trời và công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư biển đẹp Phú Quốc. 5 dự án còn lại sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, gồm dự án hạ tầng khu tái định cư thị trấn Long Thành giai đoạn 1, dự án đường kết nối dẫn vào cầu Hiếu Liêm cùng 3 dự án truyền tải điện, nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai cũng ban hành quyết định thu hồi 13,6 ha đất tại phường Hiệp Hòa để triển khai dự án trung tâm thương mại phường Hiệp Hòa với quy mô gần 14 ha, vốn đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng. Dự án trung tâm thương mại tại phường Hiệp Hòa có diện tích gần 12 ha, trong đó phạm vi diện tích đất xây dựng trung tâm thương mại hơn 10 ha, phạm vi xây dựng 3 tuyến đường xung quanh hơn 1,5 ha.